À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh cổ phiếu Kim Cương. À, thì như anh chị và các bạn cũng thấy là cái kênh chứng khoán của mình sẽ khác biệt với tất cả những kênh chứng khoán trên thị trường bởi vì luôn luôn giữ cho anh chị uh, cái thông tin ngắn gọn và hiệu quả nhất, chất lượng nhất. À, thì hôm uh, nay thì mình sẽ tổng hợp thị trường ngày 29, Cũng như nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 30 tháng 12 năm 2021. Các anh chị thấy uh, thứ nhất là về nhận định về thị trường chung. Thì uh, các cái chỉ số index thì nó sẽ phản ánh cho chúng ta các cái tín hiệu của chúng ta nhận định thị trường thì đầu tiên là đối với index thì các anh chị thấy đây là một cái phiên bán ra với khối lượng tương đối thấp giảm 0,6% và nó vẫn trên cái đường cho mình bình 10 và trên cả 20 thì nó cũng không vấn đề gì anh chị nhé vì trong cái giai đoạn này thị trường là uh, sideways đi lên yếu thì hoàn toàn kể cả nó thùng mà 10 hai 20 là việc chúng ta vẫn có thể chấp nhận được và tuy vậy thì các anh chị nhìn thấy đây là nó là an toàn nhé viên 30 cũng vậy trên mà 20 nhé index thì uh, dưới m 20 này, cái Index thì lại điều chỉnh trên vẫn duy trì trên m 20 thì nói chung các chỉ số Index thì cũng khá là hợp lý không có vấn đề gì chị nhé à đối với cái chỉ số mà mình cũng hay phân tích là số lượng các cổ phiếu tốt á, thì các anh chị thấy hôm nay số lượng các cổ phiếu tốt thì tiếp tục là nở ra số lượng các cổ phiếu tốt trên thị trường là có 190 cổ phiếu và điệp trung bình thì vẫn trên trung bình mà 20 như vậy thì các anh chị có thể thấy là với cái thị trường chung ngày hôm nay á thì chúng ta nhận định là thị trường Sideway đi lên nhẹ và chiến lược của chúng ta là nắm giữ cổ phiếu mạnh nhất và chúng ta có thể giải ngân bổ sung các cổ phiếu tiếp à, tuy nhiên là các chị nên duy trì trong cái giai đoạn này thì ở giữa ở cái tỷ trọng vừa phải thôi hạn chế zin chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mua vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu được à, thì tiếp theo đi về nhóm ngành nghề thì các chị thấy là hiện tại thì các cái nhóm ngành nghề sau thì nó đang khá mạnh hơn thị trường chung thứ nhất là nhóm bán lẻ tổng hợp thứ hai là nhóm bất động sản thứ ba là khai khoáng thứ tư là ngân hàng nhóm ngân hàng thì gần đây có một số cổ phiếu khá là mạnh và đặc điểm của nhóm ngân hàng đang mạnh hơn thị trường chung ô tô mạnh hơn sản xuất điện thiết bị khai thác dầu mỏ và xây lắp đây là những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung à, thì từ những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung này thì mình sẽ tìm ra những cổ phiếu khá là mạnh thì à, nó mạnh thể hiện là cái gì thứ nhất là hiện tại nó đang hoạt động trên nền và khá là mạnh là một thứ hai là cái giai đoạn trong nền của nó cái cấu trúc nó khá là hợp lý À, thì đây là cái danh sách thì cái file PDF này thì mình cũng sẽ gửi cho các anh chị ở trong cái nhóm hàng ngày thì anh chị có thể nhận để các anh chị tham khảo đối với các anh chị nhóm VIP thì mình sẽ gửi cái file Excel này nó sẽ nhiều thông tin hơn nhiều cổ phiếu hơn thì anh chị có thể phân tích được xem được nhiều hơn thì các anh chị nào mà không thuộc nhóm VIP thì có thể là like video và comment video sau đó inbox cho mình thì mình cũng sẽ gửi tặng cho anh chị cái file Excel này qua Zalo anh chị nhé thì đối với khi các cái dòng cổ phiếu như vậy thì các cái cổ phiếu hiện nay những cổ phiếu nào là những cổ phiếu tốt nhất thì theo danh sách anh chị có thể nhìn thấy đây là những cổ phiếu tốt nhất và chúng ta nên nắm giữ những cổ phiếu này và có một số cổ phiếu thì hiện nay gần nền thì vẫn có thể mua được thì anh chị có thể xem như cổ phiếu pet này tích này SZC vẫn mua được nhé, KSB điểm mua bùng nổ từ ngày hôm qua nhưng nay vẫn có thể mua được. tiết Tiên Phòng Banh ngân hàng nhé, VCC nhé, CTI là bùng nổ về nền từ hôm qua hôm nay mua được VE9 thì mình sẽ đi chi tiết ở trên này để cho các anh chị nhìn rất là nhanh thôi. À, kênh là cổ phiếu kim cương, cho nên là mình chủ yếu đi về các cổ phiếu mạnh nhất thôi, chị nhé. còn nếu mà chúng ta đi phân tích hết cả cổ phiếu hàng ngày thì nó sẽ mất thời gian cho chúng ta, mất thời gian cho các anh chị, mất thời gian cho mình. vậy là mình sẽ giữ cố gắng kênh thời điểm, thời gian của mỗi một phiên, là một buổi nó rơi vào khoảng 10 phút. trong thời gian tới thì kênh thì mình sẽ cố gắng là livestream sẽ có một bạn ở trong 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 cái team của mình sẽ livestream cho các anh chị vào lúc khoảng 2 giờ 15 đến 2 giờ 20 để các anh chị có thể nhìn các cổ phiếu kim cương này, các cổ phiếu cho điểm mua trong phiên để các anh chị có thể ra quyết định nó thuận lợi và phù hợp hơn. Đây các anh chị nhìn nhé, thứ nhất là nhóm bán lẻ tổng hợp này, FRT thì vẫn đang chạy nước rút rất là miệt mài đúng không? Nó rất là đẹp, các anh chị tiếp tục nắm giữ thôi, không vấn đề gì, đúng không? Các anh chị thấy là nhiều khi để gồng lỗ thì nó dễ chứ gồng lãi nó khó đúng không ạ? Do vậy là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán này chúng ta là phải có những cái phương pháp từ cái cách tiếp cận vấn đề, cái cách tư duy mua bán và nắm giữ cổ phiếu, cái cách kiểm soát thông tin, cái cách mà sử dụng các cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như thế nào để chúng ta kiểm soát để làm sao mà chúng ta giữ được những cổ phiếu như này. Kể cả anh chị mua chúng đúng không? Nó là những cổ phiếu bùng nổ vật nền rất là mạnh. Mua chúng thì chúng ta có giữ được đến ngày hôm nay hay không? Đúng không ạ? Thì đấy là một câu chuyện rất là khó. Đúng không? Gồng lỗ thì dễ, gồng lãi khó. Do vậy chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những cái cái cái, cái kiến thức và cái cách tiếp cận vấn đề để khi sau đó chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, có những cái việc test lại thì chúng ta có cái niềm tin trong việc nắm giữ các cái siêu cổ phiếu, đúng không ạ? Các chị thấy có rất nhiều cổ phiếu mà trong giai đoạn qua cho rất là nhiều lợi nhuận ví như cổ phiếu đích, đúng không? Gần đây nhiều cổ phiếu bất động sản lợi nhuận rất là cao, trước đó thì có cả IDG, đúng không? Trước đó rất rất nhiều các cái nhóm ngành khác tiếp nhé anh chị nhé uh, pet pet này thì nó đang đây là bùng nổ nền vẫn ok nhé nắm giữ hôm nay vẫn gần nền nó cũng có thể mua được nhé uh, lhm thì không phải quá đẹp nhưng mà nó vẫn đang xuống lên ok nhé Đấy Sell này cũng lên ok nắm giữ ok này Đấy, hr ok này ldg ok này các anh chị thấy đúng không đúng điều mua bùng nổ về nền ở đây đúng không ạ cứ chạy thôi các anh chị cứ mua là mỗi ngày nó tăng tăng lợi nhuận thôi đúng không pf này Đấy, đích này mình cũng lưu ý với các anh chị một điều nhất tại sao mình gọi là cổ phiếu kim cương các anh chị thấy là những cái cổ phiếu kim cương này có phải là hôm nay nó mới có là cổ phiếu kim cương đâu đúng không nó đã là những viên kim cương lộ thiên từ rất là nhiều những cái phiên trước rồi đúng không ạ những cái viên kim cương lộ thiên thì nó có xu hướng tiếp tục là những viên kim cương nhá thì các anh chị mà chọn những cái viên kim cương đó, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chọn chọn những cái cổ phiếu ở dưới lòng đất chờ một ngày mai ngày kia nó thì kim cương thì nó sẽ khó và xác suất nó sẽ lâu hơn rất là nhiều do vậy là cái nguyên tắc cũng như cái cách tiếp cận ở đây chia sẻ đầu tiên cho các anh chị là chúng ta tìm những cổ phiếu kim cương những cổ phiếu kim cương mà đã xuất hiện đã lộ rồi đúng không ạ việc của chúng ta là hãy quản trị nó để chúng ta kiếm những cái lợi nhuận tốt nhất đây DRH đúng không ạ rất là ok VLC VPH HQC QCG LGL OGC này ok này PV2 hôm qua để mua vùng nổi bật đến nay tiếp tục mua vào đúng không? Hôm qua hình như là trong cái, file gửi cho các anh chị còn là PV2 hôm qua là điểm mua đúng không ạ? Chắc chắn là có. VCR, SCR, VC3, tích này để mua vùng nổ nền. Khang Điền OK, KBC OK, ITC thì hôm nay thì là hai phiên bán ra nhé. Phiên hôm qua nó nằm up hôm nay bán ra nhưng khối lượng thấp thì vẫn chưa vấn đề gì, vẫn trên MA10 vẫn chưa vấn đề gì, vẫn có thể nắm giữ được. SSC ok rcm ok đang chạy nước rút là đúng, đúng không fcm ok ksb ok hôm qua mua vùng đổ bật nền aib ok ssb ok tiên phòng banh ok tiên phòng banh hôm nay các anh chị vẫn có thể vẫn có thể mua được nhé hôm nay vẫn mua được điều chỉnh khối lượng thấp tch ok hhs ok geg ok pvc ok ROD ok ci ok này dst ok này PXT ok này, PXY ok, VNE ok này, NHA ok này, VCC ok này để mua nhé, mùng nổ của nền, EVG ok, HID ok, PXS ok này, LIG ok, CTI ok nhé, hôm qua mùng nổ của nền hôm qua, SVN ok, HBC ok này, LUT ok này, TP ok này, V9 ok này, CTD ok chị nhé sau cái vùng nổ vấn đề nó chạy rất là ngày nào cũng chạy đúng không ngày nào cũng cho lợi nhuận CDO thì ok nhé STD ok mặc dù không phải quá đẹp nhưng vẫn ok nhé hút ok nhé TLD ok nhé FID hôm nay là bản ra nhưng vẫn ok nhé hết rồi đó là những cổ phiếu mạnh nhất và thuộc các cái nhóm ngành mạnh nhất thì mình cũng chia sẻ với các anh chị thì hy vọng những cái thông tin ngắn gọn như thế này sẽ giúp ích cho các anh chị uh, uh, ra những cái quyết định uh, trong cái hoạt động đầu tư của mình À, thì uh, các anh chị uh, thấy kênh của ích thì có thể chia sẻ cho những người quan tâm chứng khoán và các anh chị đừng quên là uh, sắp cái kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất thì như lúc đầu mình có chia sẻ thì trên cái thị trường chứng khoán này thì cái tâm lý nó đó đóng vai trò quan trọng cái việc chúng ta chọn đúng một cổ phiếu thì chưa chắc đã giúp chúng ta kiếm được tiền nếu cái của chúng ta tiền kiếm được tiền là chúng ta phải hiểu được chính chúng ta hiểu được cái cái cảm giác của chúng ta khi chúng ta đang nắm giữ một cổ phiếu lỗ và khi chúng ta đang nắm giữ một cái cảm Uh, cổ phiếu mà có lãi thì cái cảm giác cái cảm xúc của chúng ta làm sao thì chúng ta phải hiểu được cái vận động của thị trường, hiểu được cái vận động của cổ phiếu chúng ta mới kiểm soát tốt được. Thì mình có một cái khóa đào tạo. Thì đợt này cũng hơi bận không dạy được. hướng dẫn các anh chị được mấy thì bắt đầu tháng 1 mình sẽ tổ chức lại cái khóa đào tạo chuyên sâu gồm 8 buổi thì các anh chị học xong cái khóa đấy thì các anh chị sẽ có thể kiểm soát tốt cái tâm lý hành vi của mình trên thị trường chứng khoán. Sẽ giúp các anh chị có thể ngoài việc chọn được những cổ phiếu kim cương rất là mạnh còn giúp chúng ta có thể kiểm soát để nắm giữ nó được ok chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn à, tạm biệt và hẹn gặp lại